này thiện hiện vì sắc chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác sắc sắc tức là bản tánh không bản tánh không tức là sắc thọ tưởng hành thức chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thọ tưởng hành thức thọ tưởng hành thức tức là bản tánh không bản tánh không tức là thọ tưởng hành thức này thiện hiện vì nhãn xứ chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhãn xứ nhãn xứ tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhãn xứ nhĩ tí thiệt thân ý xứ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhĩ tí thiệt thân ý xứ, nhĩ tí thiệt thân ý xứ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhĩ tí thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện vì sắc xứ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác sắc xứ, sắc xứ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp xứ. Thanh hương vị xúc pháp xúc pháp xứ tức là bản tánh không bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp xứ này thiện hiện vì nhãn giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhãn giới. Nhãn giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhãn giới. Nhĩ tí thiệt thân ý giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhĩ tí thiệt thân ý giới. Nhĩ tí thiệt thân ý giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhĩ tí thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, vì sắc giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác sắc giới, sắc giới tức là bản tánh không bản tánh không tức sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp giới Thanh hương vị xúc pháp giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp giới này thiện hiện, vì nhãn thức giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhãn thức giới, nhãn thức giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhãn thức giới, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Giới. này thiện hiện vì nhãn xúc chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhãn xúc nhãn xúc tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhãn xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thể thân ý xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhĩ tý thể thân ý xúc này thiện hiện vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không bản tánh không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhi tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là các thọ do nhi tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra.